Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào các Phật tử. Vì hôm nay thì chúng ta tiếp tục bài học số 1, đó là các mẫu từ Bali. Hôm nay thì chúng ta tranh thủ học cho hết bài số 1, là coi như đúng theo một tuần, đó là mình học 3 bài. Một tuần là mình học 1 bài. Là hôm nay mình học tiếp phần các mẫu từ Bali, trong đó mình học phần 25 phụ âm nhóm. Rồi phần 25 phụ âm nhóm này, hôm trước mình đã học xong được 3 nhóm rồi. Hôm nay mình còn 2 nhóm nữa. Tới 2 nhóm chứ thật sự là mình chỉ có 6 chữ thôi. Chỉ còn 6 chữ thôi. Hai nhóm trưởng, hai chữ của nhóm trưởng hôm trước là mình đã học rồi. Rồi hai phụ âm cuối của nhóm này mình cũng đã học rồi, mình chỉ còn lại 6 chữ. Nhưng mà thôi, mình đọc lại luôn cả hai nhóm là 10 chữ. Là 10 chữ. Rồi sau đó chúng ta trở lại phần câu hỏi. Câu hỏi trong bài học cũng như phần giải bài tập của bài số 1. Để mình kết thúc luôn cái bài số 1. Rồi thời gian còn lại coi như mình ôn tập qua lại phần bài học. Phần bài học. Rồi bây giờ ta nghe đọc. Cố gắng nghe đọc để đọc cho đúng ha. Tránh trường hợp mà đọc theo cái ý của mình. Để học ngoại ngữ mà đọc theo cái ý của cổ ngữ mà đọc theo cái ý của mình, chúng ta đọc sai hết. Cố gắng nghe đọc rồi đọc thêm. Dạ. Yeah. Nhất là những âm mà chúng ta thấy là gần giống tiếng Việt của mình mà mình cứ cố gắng đọc theo tiếng Việt của mình thì đọc sai hết. Đọc không có đúng được đâu. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta nghe đọc. Nhóm thứ tư, nhóm tá. Nhóm tá này là âm răng. Nên tất cả các âm này đều cái lưỡi đều đánh vào răng cả. Mình có tá, thá, đá, thá, ná, tá, thá, đá, thá, ná. Hai âm đầu thì cái giọng nó thanh, ba âm sau thì âm nó hơi ồn, có nhiều hơi hơn một tí. Tá, thá, đá, thá, ná. 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 Rồi đó là nhóm 4. Nhóm 5 thì nhóm pá. Nhóm pá này âm môi. Nhóm pá này thì âm môi. Pá, phá, phà, phá, má. Pá, phá, phà, phá, má. Phá, phá, phà, phá, má. Phá, phá, phà, phá, má. Hai âm đầu thì nó cũng là âm vàng thanh, đọc nghe giòn. Ba âm sau thì âm ồn. Trong tiếng Mali thì mình để ý, trong năm nhóm này, thì trong 25 phụ âm nhóm thì hai âm đầu, hai phụ âm đầu thì nó là dạng âm thanh, đọc nghe giòn. Ba phụ âm sau nó là dạng âm ồn, đọc nó có nhiều hơi hơn, ồn ào hơn. Trong 25 phụ âm nhóm đó mình để ý nó như vậy. Rồi đọc lại hai nhóm. Tá, thá, đá, thá, ná. Pá, phá, phà, phá, má. Tá, thá, đá, thá, ná. Pá, phá, phà, phá, má. Tá, thá, đá, thá, ná. Pá, phá, phà, phá, má. Rồi lần nữa ha. Lần nữa ai đọc được thì giơ tay lên đọc. Tá, thá, đá, thá, ná. Pá, phá, phà, phá, má. Tá, thá, đá, thá, ná. Pá, phá, phà,
phá má. Rồi đó là 10 phụ âm, 10 phụ âm của hai nhóm cuối mà chúng ta học trong tối ngày hôm nay. Rồi bây giờ ai đọc được thì giơ tay lên, giơ tay lên để đọc. Anh Khánh có lên máy không ạ? Bữa nay anh Khánh có lên lớp học không ạ? Dạ thì có. Anh Khánh hỗ trợ cho sư, mời các tử lên đọc hai nhóm cuối của phần bài học ngày hôm nay. Dạ. Rồi các tử nào đọc được giơ tay lên. Mình thấy được chín người rồi đó, chín người giơ tay rồi, mời họ đọc lên. Rồi thời gian còn lại chúng ta sẽ ôn bài. Rồi mời đi, mời. Con xin mời Thanh Hoàng đầu tiên ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ, cho con xin đọc ạ. Nhóm 4 ạ. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Con mất rồi, chờ con tí con đọc lại, cái máy con bị trục chặt ạ. Tá, thá, đá, thá, ná. Nhóm 5 ạ. Bá, phá, bá. Phá, má. À, con đọc lại cái nhóm 5 ạ. Bá, phá, bà, bá, má. Rồi, xin... đúng rồi, phải đọc vậy thì mới được. Dạ, yeah. Yeah, xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ, con xin mời Minh Ngạn ạ. Dạ con xin đọc ạ. Lá, há, đá, há, ná, phá, phá, phạt, há, má. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ con kính lễ sư, con xin đọc. Tá, thá, đá, há, ná, bá, phá, phá, má. Con xin hát sư. Sao nó nghe cái âm gì anh Khánh hả? Dạ, dạ chị sư. Có cái âm gì giống như là cứ xem bọn làm sư nghe không rõ hả? Dạ hình còn mấy bạn đang mở mic á sư. Mà các tử nào đang mở mic đó như có cái âm thanh gì đó làm sư nghe, người đọc nghe không có rõ hả? Nếu ai đó mình không có đang đọc mình tắt mic đi. Dạ con xin đọc lại anh sư. Con xin đọc lại. Galaxy 10 của ai đó, của ai Galaxy 10 đó mình tắt mic kìa. Dạ yeah. Cô xin đọc lại. Anh có thể bấm vào link đó là kia chặn là mute sao để có được không được. Mình đang cao. Mình nhân viên y tế trên trường tổng. Anh có bệnh nhân thứ 92 trên 21 tuổi từ Pháp về xuất viện. Cô xin tái dương tính lại 36 hộ dân tổng cộng 90 người. Đi đây á. Ờ, nó khỏi rồi á, nó về nhà nó để lây hết. Nó mà biết tất cả mọi người đi sư rồi sư. Cả sống với anh mừng chúc mừng. Anh vậy hả? Nó về được 5 ngày đến 1 tuần là nó lây rồi. Nó nằm ở góc nào anh tiện cái nút đó. Ngay chỗ participant đó sư, ngay nút giữa đó có mút ô đó sư. Rồi mời cô Kim Cúc đọc lại đi. Dạ, con xin con đọc lại. Tá, thá, đá, thá, ná, bá, phá, bà, phá, má. Con xin hết. Rồi. Rồi mời người tiếp theo lên Khánh này.
Dạ, con xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Tá, thá, đá, thá, ná. Bá, phá, bà, phà, má. Phá, dạ, phá, con xin má, má. Âm thứ ba là phà, phá, má, phà, phá, má. Phà, dạ. Âm thứ ba đó nhiều người mình đọc không được. Phá, phà, phá, má. Dạ. Con cảm ơn sư ạ. Phà, phá, má. Dạ, con xin mời An Trần ạ. Dạ, dạ thưa sư, con xin đọc. Tá, thá, đá, đá, ná, phá, phá, bá, bá, má. Dạ thưa sư, con hát. Rồi. Dạ, con xin mời Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc tá thá đát đát ná phá phá bạc bát má. Dạ con xin hết ạ. À, con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc tá thá đá thá ná bá phá bà bá má. À. Con xin mời Trần Văn Điền ạ. Dạ xin chào ạ. Tá thá đá há ná pá phá bà bá má. Để xin thấy ạ. À. Con xin mời Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tá thá đá há ná bá phá bà há má. À tốt quá, Phi Sương đọc khá tốt. Hiểu không? Dạ. Con xin mời Sa Nguyên ạ. Dạ thứ tư con xin đọc ạ. Tá thứ há đá thứ há ná phá phá bà phá má. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin mời Liên Diệu ạ. Dạ con xin mời Liên Diệu đọc ạ. Dạ vô Phật thưa sư con đọc ạ. Tá thá đá đá ná bá phá bà bá má. À, dạ con xin Diệu này học khá tốt. Liên Diệu học bên Liên khá tốt. Dạ con xin mời chị Huyền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tá thá đá thá ná phá thá bà thá má. Rồi. Dạ. Con xin mời Lập Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tá thá đá phá má lá bá phá bà phá má. Rồi. Sư con xin hết ạ. Con xin mời Hằng Nguyễn ạ. Dạ con xin mời Hằng Nguyễn đọc ạ. Dạ con xin đọc thưa sư ạ. Tá đá phá má phá 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 má. Dạ con xin hết ạ. Lớn lên nha Hồng Hoàng Nguyễn, cố gắng đọc lớn lên. Đọc dạ nhỏ. Cái mic nó nhỏ quá thưa ạ. À, đọc lớn lên nghe chẳng được gì. Rồi cố gắng tập đọc cho lớn lên. Dạ. Con xin mời Khánh Tường ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Nghe
chẳng được gì Pháp Luân ơi. Khánh Từ con lại đọc gần cái mic hay đường điện thoại để thử coi. Đó hồn quá trời. Tá, thá, đá, đá, ná. Bá, thá, bà, bá, má. Rồi, tốt. Những Phật tử, những Phật tử nào chưa đọc và dạ, xin mời cô Chi, có nick là Chi Ai Bát nè. Dạ con xin đọc ạ. Tá thá đá thá ná bá phá bạ phá má. Dạ con xin xuống ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Hết hả? Dạ, dạ hết rồi sư. Rồi bây giờ nếu mà không còn ai nữa thì mình sẽ trả lời ôn một số bài mà mình đã học xong trong phần quyển giáo trình ha. Trước tiên là mình ôn lại phần các câu chào hỏi. Đây, câu chào hỏi ở trong quyển giáo trình của mình. À, hôm trước là mình đã học câu chào hỏi rồi, nhưng mà ở trong câu đó thì ngắn gọn thôi, câu này thì đầu đầy đủ hơn câu thuật quyển giáo trình của mình. Tức là ở đây mình có chữ câu he, nó gần giống như trong tiếng Anh có chữ hi gì đó, trong Bali thì nó có chữ he là xin chào, xúc phan. Với lại bây giờ mình xem coi lúc mà mình chưa học, mà mình chưa học hết mẫu từ mình đọc như thế nào, rồi bây giờ mình học xong mẫu từ hết rồi thì đọc coi nó khác nhau như thế nào, để ý coi ha, mình đọc nó có chuẩn hay không. Dạ yeah. Với mấy câu chào hỏi này á, ví dụ như nếu mình muốn gặp với chữ tăng thì mình phải chào hỏi như thế nào, mình đọc y hệt như vậy hay là mình phải thêm cái gì, trong trường hợp nào mình phải sử dụng như thế nào. Ví dụ như chữ he ở đây mình chỉ chào giống bạn bè với nhau thông thường thôi, giống chữ hai vậy. Còn chữ xúc phăng mình cũng chào ngang nhau thôi. Ví dụ nếu mà mình muốn chào chữ tăng thì mình phải thêm chữ thanh tê vào, xúc phăng thanh tê, phải thêm chữ thanh tê vào thì mới được xúc phăng thanh tê, hoặc là xúc phăng phô thanh tê. Chữ phô này dùng trong mấy chữ thân mật, dùng trong thân mật tí thì người ta sẽ dùng thêm chữ phô, nó giống từ điểm gì đó. Xúc phăng phô thanh tê, xúc phăng phô. Còn chào buổi sáng thì được rồi, xúc phát ba tô, xúc phát ba tăng. Buổi sáng thì có hai cách chào, xúc phát ba tô hoặc là xúc phát ba tăng. Buổi trưa thì xúc phát phúc văn na hô, buổi chiều thì xúc phát sa văn na hô, hoặc là xúc phát sa văn. Hình mấy câu chào được không sư? Hả? Sư chuyển màn hình lại mấy cái câu chào được không sư? Sao vậy? Dạ cái slide thì vẫn hiện hiện mấy cái chữ, mấy cái phụ âm thôi. Ờ vậy hả? Dạ. Nó chưa thấy hả? Dạ chưa thấy mấy câu chào đó sư. Ờ vậy để sư chia sẻ rồi ta. Ủa sư chia sẻ rồi chứ sao lại chưa thấy hả? Thấy gì ạ? Dạ thấy là sư. Thấy hả? Dạ, nãy giờ nói không gì đó. Dạ. Rồi mấy câu chào hỏi, đây là mấy câu chào hỏi ở trong giáo trình của mình. Nếu mà ai chưa có giáo trình mình xem lại, nhưng mà bài bốt thì đã có rồi, mà ở đây mình xem thêm để mình học. Đây là chữ he. Chữ he giống chữ hai ở trong tiếng Anh mình. Dùng giống chào ngang nhau, chào xã giao. Xúc phăng xin chào, nhưng mà nếu mà gặp với chữ tăng thì xúc phăng thanh tê, thêm chữ thanh tê vào ha. Hoặc là dùng thân mật, xúc phăng phô thanh tê. Chào buổi sáng thì xúc phát ba tô, hoặc là xúc phát ba tăng, có hai chữ. Buổi trưa thì mình có xúc phát phúc văn hô. Buổi chiều thì mình có hai chữ, xúc phát sa danh hô, hoặc là xúc phát sa giang. Buổi tối thì mình có xúc phát rất tí. Chào tạm biệt thì mình có số phí. Mấy chữ này thì có một số chữ là mình đã học rồi,
À, số chữ hôm trước là mình đã học rồi. Mà học rồi hôm trước là mình học học theo kiểu học ngang, chưa đọc mẫu từ, chưa học mẫu từ. À, hôm nay thì mình đã học xong hết các mẫu từ, bây giờ mình đọc lại. Đọc lại để mình kiểm tra xong, xem coi các mẫu từ khi mình học xong á, mình đọc các chữ này chuẩn chưa, đọc đúng hay chưa. À, cho nên hôm nay mình đọc lại các câu chào hỏi này. Sẽ đọc lại để mình nghe, đọc lại cho đúng ha. He, súp hăng phô, súp phá phá tô, súp phá phá tăng, súp phá phốc văn hô, súp phá xa giăng. Xin lỗi, súp phá xa giăng hô, súp phá xa giăng, súp phá ra tí, súp phí. Rồi lần nữa. He, súp hăng, súp hăng phô, súp phá phá tô, súp phá phá tăng, súp phá phốc văn hô. Số phá xa dân hồ, số phá xa dân, số phá ra tí, số thí. Dạ, là mình có câu chào hỏi không? Mình có bao nhiêu câu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình có 10 câu chào hỏi. Dạ, tính lại nó cũng khá nhiều. À, là có 10 câu chào hỏi cho sáng, trưa, chiều, tối, tạm biệt. Dạ, câu. Rồi bây giờ ai đọc 10 câu chào hỏi thì giơ tay lên. À, đọc cho quen, đọc lại ôn lại. Ai đọc từ giơ tay lên để mình tập đọc các câu chào hỏi này lần nữa. Rồi anh Khánh mời đi, ai giơ tay lên thì cứ mời cho họ tập đọc lại. Dạ, vậy con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Con xin đọc. Hey. Súp phăng phô, súp phá ba tô, súp phá ba tăng, súp phá búp băng hô, súp phá xa dăng hô, súp phá xa dăng, súp phá rác tí, súp thí. Các câu chào hỏi này mình nên học luôn cho thuộc lòng, à, vừa đọc được vừa học thuộc lòng. À, dạ. Gạch chữ tăng làm chào hỏi, nhớ thêm chữ thanh tê vào ha. Bất cứ câu nào gạch chữ tăng thì đều phải dùng chữ thanh tê. Dạ. Dạ, con xin mời cô Chi. Ngoài trừ chữ he thôi, chữ he thì không có nên xài với chữ tăng ha. Chữ he với người lớn tuổi thì không có nên xài. Dạ, con xin đọc. He, súp băng, súp băng hồ, súp băng băng tê, súp bà bà tô, súp bà bà tăng, súp bà búp băng hồ, súp bà xa dàng hồ, súp bà xa dàng, súp bà rá tí, số thí. Dạ, con xin hát. Con xin mời Thanh Hoàng ạ. Dạ, xin đọc ạ. Sắp thằng, sắp thằng hồ, sắp thằng hồ. Con đọc với ai? Tử đã đọc rồi. Tử nào mình tập đọc đó, mình tập mi đi ha. Các tử nào mình tập đọc đó, mình tập mi đi để cho người đọc chính sư nghe người ta đọc. Dạ, vậy xin mời cô Thanh Hoàng đọc ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Hê, su phăng, su phăng hô, su phá, su phá, su phá ba tô, su phá ba tô, su phá ba tăng, su phá bú phá hô, phăng hô, su phá xa chăng hô, sang giang hô, su phá gia xa giang, su phá rập, Suparati Soti. Con xin hết ạ. Rồi. Soti. Dạ. Con xin sư ạ. Dạ, xin mời con xin cúp ạ. Suparato, Suparata, Suparho, Suparato, Suparata. Dạ, con xin đọc ạ. Hey, Supang, Supang Fo, Suparato, Suparatang, súp phá búp băng hô, súp phá xa dân hô, súp phá xa dân, súp phá rắc tí, sốt thí, xong xin hết. Rồi. Con xin mời Lâm Thị Nương ạ.
Xin chào. Dạ, con xin đọc ạ. Hê, sốp băng, sốp phăng phô, sốp phá bà tô, sốp phá bà tăng, sốp phá băng hô, sốp phá xa giang hô, sốp phá xa giang, sốp phá rát tí, sốt tí. Dạ, con xin hết. Cô nương đọc khá tốt ha. Dạ. Mới đọc khá tốt. Con xin mời An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Hê sức băng, sức phát ba hô, sức phát ba tô, sức phát ba tâm, sức phát băng nhô, sức phát xa dân hô, sức phát xa dân, sức phát ra trí, xó trí. Dạ con xin đọc. Anh Tần này còn cố gắng đọc nhiều nữa, đọc thêm nhiều thôi. Xin mời Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Hê, xuất bánh, xuất bánh hố, xuất bánh bát tổ, xuất bánh bát tấn, xuất bát bún bánh hố, xuất bát xây dân hố, xuất bát xây dân, xuất bát gà tỷ, xuất thị. Rồi, đọc giống Sri Lanka quá. Con xin mời Phi Sương ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc. Hê, súp băng, súp băng hồ, súp bát ba tô, súp bát ba tăng, súp bát búp băng hồ, súp bát sa văn hồ, súp bát sa văn, súp bát ra tí, xót thí. Dạ, thưa sư xong ạ. Con xin mời cô Hảo ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Hê, xuất phân, xuất phân phô, xuất phát ba tô, xuất phát ba tăng, xuất phát bút bàn hô, xuất phát xa dân hô, xuất phát xa dân, xuất phát rát tí, xuất tí. Con xin hết ạ. Con xin mời Nguyên Lê ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc. Hê, sấp hăng hô, sấp hăng, sấp ba ba tô, sấp hát ba tăng, sấp hát bút tăng hô, sấp hát xa xăng rô, sấp hát xa lâm, sấp hát là tí, sốt tí. Rồi. Dạ, con xin hết. Con xin mời Minh Ngạn ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Hê, xuất phân, xuất phân phô, xuất phá bà tô, xuất phá bà tăng, xuất phá bút bằng hô, xuất phá xa dân hô, xuất phá xa dân, xuất phá rá tí, số thí. Dạ, con xin hết ạ. Mình ngàn đồng khá nữa. Con xin mời Long Liễu tham má Nanh Đí ạ. Dạ, mô Phật thưa sư con đọc ạ. Hê, sấp băng, sấp băng cô, sấp bát ba tô, sấp bát ba tăng, sấp bát búp băng hô, sấp bát sa văn hô, sấp bát sa văn, sấp bát ra tí, số thí. Dạ, con xin hết. Rồi, con xin mời chị Huyền đọc ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Hê, xuất phân, xuất phân thô, xuất phát ba tô, xuất phát ba tăng, xuất phát bu bàn hô, xuất phát xa dân hô, xuất phát xa dân, xuất phát ra tí, số thi. Rồi, đọc cho mạnh miệng ra, lâu cho nó quen. Con xin mời Trần Văn Điền ạ. Dạ, xin đọc ạ. Hê, xuất hành, xuất hành bu, xuất phát ba tô,
Súc phá bá tăng, súc phá bút bán hô, súc phá xa gian hô, súc phá xa gian, súc phá rát tí, súc phí, chí hết nhạc. Con xin mời Mai Châu ạ. Dạ, con xin đọc. Hey, súc phăng, súc phan phô, súc phá bán tô, súc phá bá tăng, súc phá bút bán hô, súc phá san vô. Súc phá xa dân, súc phá rắc tí, sốt thí. Dạ, con xin mời Khu Nguyễn ạ. Dạ, con xin mời Sa Nguyên ạ. Dạ, con xin mời. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Hey, suppan, suppan ho, suppapato, suppapatam, suppa suppan ho, suppa sanghan ho, suppa sayan ho, suppa sayan ho, suppa yan han ho. Súpa dành sang súpa ra thi sót thi. Dạ. Quán đọc thêm nha. Dạ. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, con xin mời Khu Nguyễn và. Alo. Alo, xin mời Khu Nguyễn đọc ạ. Alo, nghe không em? Rồi, nghe rồi, đọc đi. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ, hê, súp phân, súp phân khô, súp phân ba tô, súp phân ba tăng, súp phân búc tăng hô, súp phân xa răng hô, xăng hô, súp ba xa răng, súp ba rát tí, súp sô tí. Sô thi phải không sư? Sô thi. Sô thi. Dạ, xin hết ạ. Rồi. Xin mời Khánh Tường. Dạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Hey, súp băng tô, súp ba tô, súp ba tam, súp ba bút băng hồ, súp ba sa giang hồ. Suparati số thí. Rồi, tốt. Dạ, còn Phật tử nào muốn đọc nữa không à? Dạ, nếu có xin giơ tay. Hoặc là có thể đọc luôn à. Bây giờ sư sẽ đọc lại. Nếu mà không có ai, sư sẽ đọc lại hai bận ha. Hai bận để mình về mình nghe lại. Các Phật tử mình đọc nào đọc chưa tốt về mình có lẽ phải nghe lại trên Facebook của Vương Ngọc Trân đó, hoặc là Facebook của sư cũng được, Facebook Tinh Tuệ đó, về nghe lại trên đó ha, nghe lại để mình đọc thêm. Còn một số Phật tử mình đọc vẫn chưa tốt lắm, về tập nghe lại, nghe đọc lại cho tốt để sau này mình đọc các đoạn văn Bali đó đọc cho tốt lên, hoặc là đọc kinh tụng nào đó, nếu mình đọc Bali mà đọc không có rõ này, mình đọc kinh tụng xong đọc được. Dạ. Yeah. Hoặc là nếu có đọc được chăng nữa thì thôi, đọc cũng chụp dịch, nghe không được, không có âm ngắn âm dài, đọc lung tung. Dạ. Có chữ tăng nước ngoài mà nghe mà cười chứ. Dạ, cố gắng ha. Ừ, con xin có câu hỏi được không sư? Hỏi gì? À, cho con hỏi là cái từ xin chào là hay, rồi cái từ tiếp theo là mình đọc là sủ phăng hay là súp phăng sư? Tại con nghe súp. Người đọc là sủ, có người đọc là súp. Nghe sư đọc, đừng nghe mọi người đọc, nghe sư đọc. Dạ, là nghe sủ. Súp có nghĩa là phải có thêm một chữ P nữa hả sư? Có nghĩa là không, súp phăng đúng không sư? Súp, không có ghép, không ghép với chữ nào cả, một mình nó thôi.
Dạ con nghe không không có được rõ, sư có thể hoan hỷ đọc lại. À, sư sẽ đọc lại cho nghe ha. Bây giờ sư đọc lại nè. Hê súp phăng súp phăng phô súp phá phà phô súp phá phà tăng súp phá bốp văn hô súp phá xa dăng súp phá xa dăng hô súp phá xa dăng súp phá rát tí sô tí. Rồi lần nữa ha. Hê súp phăng súp phăng phô súp phá phà tô súp phá phà tăng súp phá bốp văn hô súp phá xa dăng hô súp phá xa dăng súp phá rát tí sô tí. Rồi lần nữa. Hê súp phăng súp phăng phô súp phá phà tô súp phá phà tăng súp phá bốp văn hô súp phá xa dăng hô súp phá xa dăng súp phá rát tí sô tí. Chữ sú đó là nó riêng lẻ, riêng lẻ không ghép với chữ nào cả. Dạ là sú, tại vì hồi nãy con nghe một vài cô đọc là thành nghe, là nghe sư đọc, nghe sư đọc nhiều khi tại các tử mình đọc vẫn chưa chuẩn, nghe sư đọc rồi mình đọc theo ha. Là sú không thể sửa mỗi tất cả mọi người được nên dạ. Mình nghe sư đọc về nghe lại cái băng, cái đĩa này, cái băng này, cái phần bài học này. Nghe trong cái file trên Facebook của mình cách sao mình vô được. Có Tinh Tuệ đó, có Facebook của Tinh Tuệ đó, nghe lại. Dạ rồi, dạ. Ôn lại phần tiếp theo, ôn lại phần số đếm. À phần số đếm. Phần số đếm này hôm trước mình cũng đã học rồi, giờ hôm nay đọc lại coi mình đọc có đúng hay không. À hôm trước mình đọc nhưng mà mình cũng chưa học hết mẫu từ. Giờ hôm nay mình cũng đã học hết mẫu từ rồi, xem coi mình đọc có đúng hay không. À, bây giờ sư sẽ đọc trước. Ê cá đuối tí đã tú bành chá chá sát tá á thá ná quá đá xá. Ê cá đuối tí đã tú bành chá chá sát tá á thá ná quá đá xá. Ê cá đuối tí chá tú bành chá chá sát tá á thá ná quá đá xá. Rồi lần nữa. Ê cá đuối tí chá tú bành chá chá sát tá á thá ná quá đá xá. Rồi lần nữa ha. Ê cá đuối tí chá tú bành chá chá sát tá áp thá na quá đá xá. Rồi giờ ai đọc được giơ tay lên, giơ tay lên đọc ôn lại phần các số đếm này. Rồi Khánh ấy giúp tôi mời em chào đọc đầu tiên à. Dạ thì sư con xin đọc lại xem. Ê cá ví tí tá tú hành chá chá sát tá ăn thá ná phá đá xá. Rồi xin mời Khánh Tường. Dạ sư cô xin đọc. Ê cá ví tí chá tú bàn chá chá sát tá ác thá ná vá đá xá. Đó là đọc thuộc lòng hay là xem bản vậy hả? Dạ học thuộc lòng. Đọc thuộc lòng nha, không có xem bản nha. Dạ đúng rồi. Đấy, học thuộc lòng đó. Rồi. Dạ con xin mời Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ê cá quý tí chá tú bánh chá chá xá tá đá quá đá xá. Cái số 6 đó nè, cái số 6 đó nó không phải là chá mà nó là chá, chá. Nhớ hả? Dạ. Cái số 6 nó là chá chứ nó không phải là chá. 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 À, số 6 là chá. Chá. À, cái số 5 là bành chá,
Sư là chá. Dạ. Dạ. Những phật tử nào đọc thầm mình tắt micro giúp mà. Phật tử nào đọc thầm mình tắt micro đi. À, phật tử nào đọc thầm mình tắt micro. Linh Diệu đọc ạ. Dạ, mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Ê cá, phí, thí, chắc tú, bánh chá, chá, sắp tá, áp thá, ná vá, đá xá. Đúng rồi đó, Liên Diệu đọc rất là rõ, à, đọc rất là tốt. Dạ, con xin mời Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc. Ê cá, ví, tí, chắc tú, bánh chá, chá, sắc tá, bạc thá, nát vá, đát xá. Rồi. Dạ, con xin hết. Dạ, con xin mời Thanh Hoàng ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, chá tú, bánh chá, chá, sát tá, át thá, ná quá, đá xá. À, tốt, đọc rất rõ. Dạ, con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Ê cá, quý, tí, chá tú, banh chá, chá, sát tá, át thá, ná quá, đá xá. Con xin hết. Rồi, tốt. Con xin mời bạn nick là Oppo tắt micro với Quyền Lê tắt micro gì mà. Sắc thá, ác thá, đá vá, đá xá. Có một, hai phật tử mình vào mà không chịu tắt mic để ồn lớp học hoài. Dạ, chi iPad cũng chưa tắt mi ạ. Con tự biết là như vậy thì sư phải vào, sư phải tắt âm của lớp học hoài luôn á. Thì nó sẽ phiền lớp học. Dạ, con xin mời Loan Liễu đọc ạ. Dạ con thưa sư, con xin đọc ạ. Ê cá, rí, tí, chá tú, bánh chá, chá, sá tá, á thá, ná quá, đá xá. Rồi, xin... xong. Dạ, con xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Ê cá, rí, tí, chá tú, bánh chá, chá, sát tha, át tha, ná quá, đá xá. Dạ, con xin hết ạ. Rồi, dạ, con xin mời Quyên Lê ạ. Dạ, con xin đọc. Ê cá, đí, tí, chá tú, banh chá, chá, sát tá, át tha, ná quá, đá xá. Dạ, con xin hết. Rồi, tạm. Con xin mời Trần Văn Điền ạ. Dạ xin đạo ạ. Ê cá, đí, tí, chá tú, ban chá, chá, sát tá, ác thá, ná quá, đá xá. Dạ xin thấy ạ. Rồi, đó. Con xin mời Lập Trần ạ. Sư đạo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ê cá, đuỷ, chá tú, bánh chá, chá, sá tú, á thá, lá oa, đá xá. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, con xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, chá tú, bánh chá, chá,
sắc tá ná hóa sắc đá xá. Con xin hết ạ. Rồi, tốt. Dạ, con xin mời chị Quyền ạ. Thưa sư, con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, cha tú, ban chá, chá, sắc tá, ác thá, na hóa, đá xá. Rồi. Dạ, con xin mời Mai Châu ạ. Dạ, con xin đọc. Ê cá, quý, tí, chá tú, ban chá, chá, áp tá, áp thá, ná quá, đá xá. Mai Châu đi, học khá tốt. Con xin mời Minh Ngạn ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Ê khá, đúy, con xin đọc lại ạ. Dạ, ê khá, đúy, tí, chá tú, ban khá, chá, sá tóa, áp thóa, ná quá, đá xá ạ. À, con xin mời cô Chi ạ. Thì con xin mời Hằng Nguyễn ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, chá tú, văn chá, chá, sắp tá, ác thá, ná quá, đá xá. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con xin mời Xuân Lê ạ. Dạ, Xuân Lê xin đọc. Ê cá, quý, tí, chá tú, văn chá, chá, sắp tá, ác thá, ná quá, đá xá. Dạ, hết ạ. Dạ, con xin mời Sang Nguyên ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Ê khá, trí, trí, cha tú, ban chá, chá, sát tá, ác thá, na quá, đa xá. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con xin mời cô Chi ạ. Dạ, con xin có nghe con nói không ạ? À, có nghe. Dạ, dạ con xin đọc ạ. Ê cá, túy, tí, chá tú, ban chá, chá, sa thá, á thá, na quá, đa xá. Dạ, còn Phật tử nào đã muốn đọc nữa không ạ? Rồi, bây giờ sư sẽ đọc lại 1-2 bản rồi chúng ta nghe ha. Nghe rồi về nghe lời khoai. Ê cá, quý, tí, chá tú, bành chá, chá, sát tá, á thá, ná quá, đá xá. Ê cá, quý, tí, chá tú, bành chá, chá, sát tá, á thá, ná quá, đá xá. Ê cá, quý, tí, chá tú, bành chá, chá, sát tá, á thá, na quá, đa xá. Rồi bây giờ chúng ta trả lời phần trả lời câu hỏi trong bài học. Vậy chúng ta có 5 câu hỏi trong bài học. Giờ ai trả lời được câu hỏi nào giơ tay câu hỏi đó ha. Giơ tay người ta sẽ mời mình. Giờ câu hỏi số 1. Trong tiếng Bali có bao nhiêu nguyên âm và bao nhiêu và được phân thành mấy âm loại? Ai trả lời được câu hỏi này? Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin trả lời. Trong tiếng Bali có 8 nguyên âm và được phân thành 2 loại. Rồi, là 2 loại đó thôi. Âm ngắn và âm dài, trường âm và đoạn âm. Rồi, có bao nhiêu trường âm, bao nhiêu đoạn âm luôn đi. Dạ, có 3 có 3 trường âm, có 5 đoạn âm. Con xin lỗi. Dạ thưa, có 3 trường âm, 3 đoạn âm và 5 trường âm. 3 đoạn âm là gì? 3 đoạn âm là á, ý, ú. Rồi. 3 5 trường âm là a, y, u,
e o. Mấy đó là phải thuộc lòng nha, mấy đó kiểm tra là không cho xem sách nè, mấy đó là dễ. Dạ. Rồi bây giờ câu số 2, ai trả lời câu số 2 nha. Có bao nhiêu phụ âm nhóm gồm các phụ âm nhóm nào? Bây giờ câu này thì tôi đang trả lời phần phụ thôi, có bao nhiêu phụ âm nhóm thôi. Không cần trả lời câu 2 đâu. Không cần trả lời phần 2 đâu. Có bao nhiêu phụ âm nhóm thôi. Dạ, xin mời cô Kim Cúc ạ. Quỳnh để micro. Con xin nói lại. Quỳnh để micro. Dạ con xin nói lại. Có bao nhiêu phụ âm nhóm? Con xin trả lời câu này. Dạ thưa sư, có 5 phụ âm nhóm. Có 5 phụ âm nhóm sao? Dạ. Mới học nãy mà. Dạ. 25 lần. 25 phụ âm nhóm ha. Ủa, chị, 5 nhóm nha, 5 nhóm phụ âm. À, có 5 nhóm, nhưng mà nó có dạ. 25 phụ âm nhóm ha. 25 phụ âm chia ra làm 5 nhóm. Chia ra thành 5 nhóm, đúng rồi. Rồi, được dạ. Rồi, cảm ơn nhiều. Bây giờ câu số 3 ha. Ai trả lời câu số 3. Có bao nhiêu phụ âm nhóm ngoại biệt? Hãy đọc các phụ nhóm, âm nhóm ấy. Ai trả lời câu số 3. Có 8. Sao Nguyên à? À. Dạ, sư con xin trả lời ạ. Rồi. Dạ, có 8 phụ âm nhóm ngoại biệt ạ. Rồi, đọc đi. Dạ, con xin đọc ạ. Gió, rá, lá, vá, sá, thá, lập, lót, âm. Đọc bài sách hay là học thuộc lòng dạ? Dạ. Rá. Dạ, con cũng dồm dồm. Dạ. Không thuộc lòng nha. Cái dạ. Này là phải học thuộc lòng đấy. Cái này là không cho ra kinh sách đâu nha. Dạ. Rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Tám phụ âm nhóm ngoài biệt. Rồi câu số 4. Cho biết các phụ âm nhóm sau đây chúng thuộc về phụ âm nhóm nào. Ai đã lại được câu này giỏi nè. Ai đã lại được câu này? Có ai trả lời câu này không? Dạ, xin mời cô Kim Cúc. À. Dạ, cô xin trả lời. Cá, khá là thuộc nhóm thứ nhất. À, thuộc nhóm cá. Dạ, nhóm cá. Rồi. Chá. Chá và thuộc nhóm thứ hai là nhóm chá. Đúng rồi. Rồi tá là nhóm đầu lưỡi là nhóm thứ ba. Dạ. Nhóm tá. Dạ. Rồi. Tá thá là nhóm tá. Nhóm là nhóm thứ tư. Dạ. À, bá phá là nhóm thứ năm. Nhóm năm. Nhóm môi. Nhóm môi. Nhóm môi giỏi quá. Rồi chữ ná. Ngá. 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 Nhóm thứ nhất. À, nhóm thứ nhất. Rồi. Ngá. Nhóm thứ hai. Nhá. 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 À. Nhá là nhóm thứ hai. Rồi. Ná. Có dấu nặng ở dưới là nhóm thứ ba. Ná. 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 Nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba. Ná là nhóm má. Thứ tư. Nhóm dạ. Thứ tư. Má là nhóm thứ năm. Xin hết. Năm giỏi quá. Trời ơi. Có xem ừ. Sách không dạ? Hay là nhìn dạ không. Là nhớ. Dạ nhớ sư. Trời ơi. Giỏi quá. Quá tuyệt. Tuy nhớ quá tuyệt. Hay quá. Giỏi quá. Rồi bây giờ câu thứ năm. Hãy tự tập một vài câu chào hỏi thông dụng đã được học. Ai nhớ được câu chào hỏi này nói thế coi. Dạ, yeah, xin mời An Trần ạ. Dạ, con nói một vài câu đi. Con xin chào sư Sapapato Pantai.
Sông Pha Tô hả? Tú Phan. Không được rồi. Sông Pha Tô Phan Tê. Tú Phan Tô. Vậy câu gì chào thực tế đi, giấc này là gì? Giấc này là phải gì? Ồ, dạ, dạ. À, bên đây, tại bên đây buổi sáng thì sao? Ồ, nghĩa hả? Sông Pha Tô đi. Dạ, à, à, thì, à, đang buổi tối à, thì phá ra tí nha. Rồi, ở đây là trong phần bài học. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần sách bài tập để mình giải bài tập ở trong sách bài tập ha. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang giải bài tập ở trong sách bài tập. Bài tập ra đây, bài tập số 1, bài tập căn bản. Trong phần bài tập này mình cũng có 10 câu. À, mình có 10 câu bài tập. Lớp có thấy chưa? Dạ thấy thưa sư ạ. À, rồi. Bây giờ cho câu số 1 đó, người ta kêu mình viết 8 nguyên âm theo thứ tự đã học. Nhưng đọc tiên giờ thay mình viết mình đọc luôn đi ha. Tám nguyên âm theo thứ tự đã học là gì? Ai trả lời được câu hỏi một này? Dạ, con xin mời An Trần ạ. Dạ, con xin mời An Trần trả lời câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ, con xin trả lời. Viết 8 nguyên âm theo thứ tự đã học. 8 nguyên âm là A, I, U. Không phải rồi, không theo thứ tự rồi. Viết vậy là không theo thứ tự rồi. A, I, U, A, U. A, I, U. Viết vậy là không theo thứ tự. Dạ. Được, nhưng mà không theo thứ tự. Theo thứ tự coi. Dạ, theo thứ tự nó xin là ừ. Là A, A, I, I, U, U, E, O. Đúng rồi, theo thứ tự là phải A, A, I, I, U, U, E, O. À, như vậy thì mới theo thứ tự. Cái câu đó người ta bắt buộc mình phải như vậy nha. Viết như vậy nó mới đủ điểm mà. Không phải là không đủ điểm mà. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, câu số 2. Phân loại 8 nguyên âm theo trường âm và đoạn âm. Rồi, ai trả lời câu số 2? Dạ, con xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bà sư, con xin trả lời ạ. Rồi. Phân loại 8 cái nguyên âm á, theo trường âm á, sư. Là dạ. Có 5 cái trường âm. Rồi. Dạ, là A, I, U, E, O. Rồi, tốt. Cái đoạn âm đó là A, I, U. Rồi, tốt. Giỏi. Rồi, câu số 3 ha. Trong tiếng Bali có bao nhiêu phụ âm và được phân ra như thế nào? Ai trả lời câu số 3? Dạ, con xin mời Thanh Hoàng ạ. Dạ, thưa sư, cho con xin trả lời ạ. Rồi. Pali có 33 phụ âm ạ. Rồi, 33 phụ âm, đúng rồi. Có 8 phụ âm sang đây. Tiệt ạ. Rồi. Có phải đọc không ạ? Không, không cần đâu. Và có 5 nhóm. 8 phụ âm nhóm ngoài biệt, rồi còn gì nữa? Có 25 phụ âm nhóm ạ. Đúng rồi, 25 phụ âm nhóm. Cái câu hỏi này chỉ cần trả lời như vậy là đủ ha. 8 phụ âm nhóm ngoài biệt và 25 phụ âm nhóm là được. Hoặc cần trả lời 25 phụ âm nhóm và 8 phụ âm nhóm ngoài biệt là được. Rồi câu số 4. Có bao nhiêu phụ âm nhóm? Hãy cho biết các phụ âm đầu của mỗi nhóm. Dạ, con trả lời luôn ạ.
Thôi cho người khác đi, cho người khác đi, cho mỗi người trả lại câu đi. Rồi, à, mời Khánh Tường trả lời câu này. Cái này trả lời hồi hưng phấn lên là trả lời hết á. Ai trả lời được cứ trả lời hoài, hưng phấn lên là vui lắm, học ở trên đây. Thì con xin mời Sang Nguyên trả lời câu này. Dạ con xin trả lời câu này ạ. Dạ có, về nhóm thì có 5 phụ âm nhóm. Có bao nhiêu phụ âm nhóm? Dạ có 5 phụ âm nhóm. Không phải. Dạ. Phụ âm có nhóm thì âm nhóm. Có 25 phụ âm nhóm. Đúng rồi, có 25 phụ âm nhóm. 25 phụ âm nhóm. Rồi người ta nói kìa, cho biết các phụ âm đầu của mỗi nhóm. Dạ. Phụ âm đầu của mỗi nhóm là gì? Dạ có phụ âm đầu của mỗi nhóm thì có 5 cái phụ âm đầu. À là gì? Nhóm cá. Rồi. Nhóm chá. Rồi. Nhóm thác. Nhóm tá. Nhóm tá. Và nhóm phá. Nhóm tá, nhóm phá. Rồi được rồi. Xem sách hay là thuộc lòng vậy? Dạ con liếc liếc. Liếc liếc. Đúng không? Liếc liếc. Rồi câu số 5 ha. Hãy viết lại các phụ âm cuối của mỗi nhóm. Ai trả lại câu 5 đây? Rồi, con xin mời chị Huyền ạ. Dạ, con xin trả lời ạ. 5 phụ âm cuối của mỗi nhóm là ngá, nhá, ná, ná, má. Rồi, giỏi. Rồi, câu số 6 ha. Những phụ âm nhóm gồm có các vị trí âm nào? Những phụ âm nhóm gồm có các vị trí phát âm nào? Chà. À, cái này trong bài học mình có đó. Nếu mà ai chà, hôm nay không có nói phần này ta, nhưng mà nếu mà ai có đọc bài mới những phụ âm nhóm gồm có các vị trí phát âm nào? Thôi và câu này bỏ ha. Hoặc là ai trả lời được thì trả lời. Có ai trả lời câu này được không? Dạ có, xin mời Khánh Tường trả lời. Rồi. Dạ con xin trả lời câu này. Rồi giỏi. Nhóm ca là âm cổ họng. Còn nhóm rồi, giỏi. Đó là âm âm nóc họng. Rồi. Thá là âm đầu lưỡi. Còn nhóm thá là âm răng. Nhóm thá là âm môi. Rồi, giỏi. Cái đó trong bài học mình có đó. Xưa không có giảng nhưng mà trong bài học mình có. Rồi câu số 7. Viết lại 5 câu chào hỏi. Xin chào, chào buổi sáng. Chào buổi trưa, chào buổi chiều, chào buổi tối. Giờ ai nhớ lại câu chào hỏi này đọc lại thôi. Câu số 7. Ai nhớ đọc lại thử nghe xem. Rồi, dạ, xin mời cô Tuyết à. Dạ con xin đọc ạ. À. Hey, dạ xin chào. Rồi. Hay là xúc phân. Rồi, tốt. Còn nếu mà chào sư thì xúc phân phô, phân tê. Trời, giỏi ghê vậy. Rồi. Chào buổi sáng là xúc phá bạch tô. Rồi. Dạ. À, dạ. Chào buổi trưa là xúc phá bú phá hô. Xúc phá bốc bánh hô. Xúc phá bú phá ba hô. Chào buổi chiều là xúc phá xa dần hô. Chào buổi tối rồi. Là xúc phá ra tí. Tạm biệt sư là xót thí. Con có dậm sách chút ơi, con có dậm sách chút chút quá. Không hối, không hối. Ồ, vậy hả? Rồi, câu số 8. Hãy viết một câu chào hỏi với
với một vị sư. Hồi nãy có người viết rồi cho nên câu này bỏ qua luôn ha. Bây giờ câu số 9. Viết theo thứ tự viết theo thứ tự các số từ 1 đến 10. Bây giờ ai thuộc lòng số từ 1 đến 10 trả lời câu này coi. Dạ xin mời chị Huyền ạ. Dạ con xin trả lời ạ. Ê cá quý lý cha tú pan chá chá sát tá áp thá na quá đá xá. Rồi, tốt giỏi. Câu số 10, số 10 gì? Theo bạn học thuộc lòng 41 mẫu từ theo thứ tự có giúp bạn tích cực trong việc học cụ thể nào không? Câu này tự mình trả lời đi ha. Rồi, như vậy là coi như là mình đã hoàn tất học thuộc lòng bài học số 1, đó là 41 mẫu từ Bali cùng với 15 câu hỏi. Trong đó có 5 câu hỏi ở trong bài học, 10 câu hỏi ở trong phần bài tập. Coi như là mình đã hoàn tất bài học số 1 trong 3 buổi học. Giờ học xong bài học số 1 rồi thấy khó hay dễ? Học Bali thấy khó hay dễ? À, khó hay dễ? Sao không nghe ai nói trả lời hết trơn nhỉ? Cũng không dễ. Khó mà không dễ ạ. Cũng không khó, không dễ hả? Dễ. Dạ, sư có học thì thấy dễ, còn không học là không thấy dễ sư. Thế vậy hả? Dạ. Bây giờ mình coi như là buổi học hôm nay là mình kết thúc ở đây. Bây giờ với các Phật tử ở xa đó thì cô Vương Ngọc Trân cũng sẽ post bài học lên cho mình, bài học số 2 tiếp theo ở trên Facebook Vương Ngọc Trân. Rồi có gắn thẻ một số bàn đạo, trong đó có gắn thẻ của sư rồi đó, mình vào đó mình xem bài học tiếp theo ha. Để vào trong lớp học thì mình không cần phải chép bài. Bài trong lúc đang học mình chép bài sẽ không kịp, chúng ta sẽ chép bài trước. Đó là với các tử mình ở xa chép bài trước. Còn các tử mình đã có sách rồi thì quá sướng rồi ha, quá hạnh phúc rồi. Còn bài học thì cố gắng chọn ngắn gọn để mình có thể tham khảo thêm cho dễ học. Còn phải xem cái bài chi tiết, bài chi tiết để mình nắm bắt được chi tiết của bài học hơn và giúp mình tiếp thu được bài học tốt hơn. Rồi bây giờ thì phần buổi học kết thúc ở đây. Bây giờ xin trả mic lại cho bên MC đi. Mời MC lên cầm mic. Rồi. MC.